OBS sáng tác. Bật lên phát thì nó báo có điện áp đầu vào. Có AC input và điện áp đầu vào. Lúc nãy mình chưa on. Thì kèm lúc thì cái nó bị mất cái điện mình luôn. Nó bay bắt đèn mình. Thì bây giờ mình đang nghi ngờ cái bị cái bo điều khiển. Bo điều khiển là cái bo có cổng com nằm sau này. Lúc bị lỗi mình có cắt AC thì cái quạt nó vẫn chạy. Quạt này nó ăn điện bình, ăn điện bình 96V lên này. Đây, ăn điện bình. Đến khi mà mình rút cái dây cấp cho điện bình lên lên cho bo mạch thì cái quạt nó mới dừng hẳn. Mấy con FET 38N30 của mạch inverter.